Hello anh em, xin chào anh em đã quay trở lại kênh của mình nhé. Và mình là Gà Game đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại loạn trí mobile với con tướng tủ của mình, có tên là Dương Tiễn. Ok, nhà mọi người. Nay mình muốn chơi lại con này. Tại vì là gần đây thì làm clip cũng ít chơi con Dương Tiễn này. Mới lại chơi Dương Tiễn vào tem trong rank khá là sợ thua, mất tỷ lệ thắng em ạ. Gặp mấy cái ông cáu cũng khá là mệt mỏi đấy. Đầu game cộng chưa 4 và đứng ở bãi cóc, tiêu diệt bãi cóc đầu tiên, sau đó hướng ra bãi bồ xanh. Đây gần như là một thói quen của mình khi chơi Dương Tiễn đi rừng rồi. Ngày hôm nay thì được tem hỗ trợ cho ăn con bùa khá là tuyệt vời, nên là ăn bãi quá em nhanh. Nhưng mà các anh hỗ trợ em, các anh hit luôn cả XP của em rồi, nên là em không lên được level 2 các anh ạ. Nó nhiều khi mà nhiệt tình cộng nhiệt tình quá nó lại không tốt đấy các bạn, nó lại khiến cho người ta không thích. Được rồi, nó lại định mình quyết định sẽ ăn hết hai con này vào cộng chưa 1 và chạy gặp ngay cái thằng Chu Du ở đây. Ôi Hoa Mộc Lan ơi, bảo đây làm cái gì, tôi chạy rồi, anh còn vào đây, tôi có cần anh giúp đâu. Người ta bảo rồi, nhiệt tình quá không tốt đâu, nhiệt tình vừa thôi, đôi khi nhiệt tình quá lại làm hại bản thân đó. Hiệu ứng kỹ năng thì con này rất là tuyệt vời. Cái bộ trang phục cái tay đua mặt trăng này rất là đẹp rồi. Ok, có thể nói đây là cái bộ kỹ năng mà có hoạt ảnh đẹp nhất. Nhưng mà... ô, thằng danh con này ăn vụng không biết chùi mép à, không nước. Úi dồi ôi, chạy đền mạng đi em ạ. Vào ăn... vào đốn cây của nhà người ta lại còn định đánh người à. Láo quá cơ chứ nị. Phải vụt cho mấy phát mà bông... à, vụt chết luôn mới sợ. Bên này thì Bonnie đang áp chế bên kia rất là khủng khiếp luôn rồi. Với khả năng cấu rỉa của Bonnie đầu game, ngay lập tức bãi cấp hồi, bật luôn chưa 4, sơi luôn. Hoạt ảnh thì con này thì Dương Tiễn mặc định có hoạt ảnh động, còn trang phục này không có hoạt ảnh rộng, không có hoạt ảnh động. Có nghĩa là cái hình di chuyển ấy, động ấy, nó không có. Về cơ bản nào đó thì mình vẫn thích cái mặc định hơn anh em ạ. Mặc định thì nó cầm cái xỉa rất là đẹp, còn đây cầm phóng lợn anh em ạ, rồi nó cầm cái phóng lợn anh em ạ. Mặc định thì khi anh em di chuyển thì rồi hút được một hai bé anh ạ, hút được hai bé. Odin xuống đây làm gì đây, bé Odin kia hết máu rồi, chúng ta lên lui thôi anh em ạ. Ô liều thật đấy, liều thật, định vào băng trụ này, băng trụ rồi thôi đừng. 323 đam. Bây giờ quay trở lại lên cái trang bị kim thương nhỉ, tốc thương. Rồi có 15% hút máu, chúng ta có thể đi rừng ổn đấy. Lại bùa defense, là tôi thích bùa đam để tôi đánh cho nó hồi máu. Chả lên tanh thì lên gì, anh đi spray anh không lên tanh, chả lẽ anh lên đam. À, con Hoa Mộc Lan thì cũng có thể lên đam được mọi người, nội tại nó cũng khá là nhiều giáp ấy. Tắt một flare nhưng lại chơi Odin. Đừng ăn. Bên mình hôm nay có 2 AD, 1 AD là tinh vệ, 1 AD là Bonnie. Bên kia có con hậu nghệ, con kia là con Ivan hay là... à Ivan, nhìn nhầm con hậu vệ, hậu nghệ. Chạy đâu bé ơi. Odin đi rừng à? Trong game, hầu như mọi game thì chỉ số phòng thủ bao giờ nó cũng lợi thế hơn chỉ số tấn công một chút. Có một mình nó anh ạ, có một mình nó thì rồi chặn chiêu 2 nhá. Ôi hút nó về này. Khi mà anh em solo với con Odin ấy, anh em nếu mà anh có cảm giác mà trên cơ được con Odin ấy thì anh em cứ chạy lên trước đầu, trước cái hướng về nhá, để khi mà nó dùng chiêu 2 nó lướt về, nó sẽ va vào mình và nó sẽ bị chặn, không bị về được. Con Odin này khi mà lướt vào lính thì nó sẽ kiểu là nó sẽ lướt qua lính còn lướt vào người. Cái gì đây? Giáp ảo của Dương Tiễn dày hơn giáp ảo của Lý Tiểu Long nha. Của Tiểu Long nha mọi người. Giáp ảo của anh không thể bằng giáp ảo của tôi được. Về lượng đam vật lý thì không chắc, nhưng mà lượng giáp ảo chống chịu thì Tiểu Long không thể bằng được con Dương Tiễn này đâu. Rồi, được rồi nè. Ô, giáp ảo mà bật chiêu 4 được vụt nhá. Mình cũng làm khá là nhiều clip về con Dương Tiễn này rồi. Mình vẫn thấy mặc định nó vẫn đẹp hơn cái trang phục đấy anh ạ. Hiệu ứng di chuyển và hoạt ảnh nó vẫn đẹp hơn.
Còn con trang phục này thì hiệu ứng kỹ năng thì chắc chắn là nó hơn rồi, màu xanh dương thì rất là đẹp. Nhưng mà có trang phục thì cứ dùng thôi, có trang phục thì nó sẽ cộng cho anh em thêm vàng và XP khi mà kết thúc trận đấu. Con dương tiễn này trong ở trong phim Tôn Ngộ Không nhỉ? Thì đây là cái con mà nó bắt được Tôn Ngộ Không anh em ạ. Và nó có con chó tên là Hao Thiên Khuyển giúp sức cho con dương tiễn này bắt được Tôn Ngộ Không anh em ạ, chứ không không bắt được Tôn Ngộ Không đâu. Rồi định lướt đâu đây, còn chiêu chết kìa, từ hút nè. Chiêu cuối dùng để hút nhiều người, nhưng mà đôi khi chúng ta bắt lẻ chúng ta cũng có thể dùng để khống chế nó, để chúng ta có thể là thịt nó luôn nhỉ, băng trụ luôn. Chả sợ thằng nào sất, mega kill, 5 mạng liên tiếp, 5-0-3. Cái đây của cả team là 13-3. Cái trụ này còn hơn 1k máu à. Bỏ đi, không cần. Dương tiễn này nếu mà ra trang phục robot này thì tuyệt vời lắm nhỉ. Mình khá là thích cái dòng skin kiểu công nghệ robot ấy mọi người. Dương tiễn này là không có mấy skin đó, tiếc ghê. Băng trụ là sức chống chịu của dương tiễn thì nó rất là cao, mặc dù là nó không phải là chất tướng tanker, nhưng mà cái lớp giáp ảo của nó trâu dày khủng khiếp. Khi mà dùng cái chiêu 2 thiên thần của anh em dính vào càng nhiều tướng địch thì nó sẽ càng trâu, càng nhiều tướng địch thì độ trâu nó sẽ càng cao. Đây nhá, chuẩn bị nhá, có chiêu cuối nhá, chuẩn bị nhá. Rồi ulti vào, hút 4 người rồi. Vào đi anh em ơi, vào đi. Sao không vào, tôi tanh hết rồi cơ mà. Cái tia trụ nó nhằm vào người mình rồi mà. Trời ơi, phí một quả đó hút đẹp như thế. Sao không vào? Hút bực 4 hay 5 người hay sao ấy? Trời ơi. Người ta tanh hết cả trụ rồi. Mình hút 5 thằng vào, 5 thằng dồn vào đánh mình rồi. Cái tia trụ nó cũng nhằm vào người mình rồi. Mình hầu như là mình gánh hết cả đam pha đó rồi. Thu hút hết cả sự chú ý rồi. Sao không vào? Tanh hết rồi, nó có đánh vào người đâu. Quả đấy vào thì thực ít chắc phải thì thực thêm 1 đến 2 3 mạng nữa ấy. Đúng là phí một pha đẹp như vậy. Khi mà chưa có tốc đánh thì có vẻ là nó đánh thường nó hơi khựng một chút so với mặc định, nhưng mà khi đã có tốc đánh rồi thì nó sẽ hết khả năng khựng. Đánh nó sẽ cảm giác mượt trở lại. Rồi, đam bây giờ thì cũng khá là to, gần 500 đam một vụt rồi đó. Chắc là chúng ta có thể ăn tà thần được rồi đấy. Ăn tà thần thì chúng ta chỉ nên ăn 2 người thôi. Rồi có chiêu cuối nhá. Úi dồi ôi, hút được có một thằng cái này. Ôi bị khóa tay rồi. Mình trong game này mình ngán. Ôi gần chết rồi. Mình chỉ ngán mỗi con Chu Du ở trong cái trận đấu này thôi. Bởi vì nó có khả năng là cấm đánh thường. Khóa tay của mình lại. Rất là khó chịu nhá. Không thể đánh được thường. Còn những thằng khác thì không cần phải sợ. Bởi vì là cái khả năng gây sát thương chủ yếu của con dương tiễn này là đến được đòn đánh thường mọi người. Cho nên là khi khóa tay vào thì làm gì còn chiêu mà đánh. Chúng ta có thể ăn tà thần được không đây? Ăn tà thần đi. Ăn tà thần đi nhỉ. Không ăn được. Nó phát hiện ra rồi. Thôi cho bon đi ăn nốt anh em ạ. Được rồi. Rồi giờ chơi đến rồi nhá. Một không vụt được. Thôi vụt tạm thằng này, thằng kia chạy đâu rồi? Nhanh nhỉ? Lướt phát qua tường nhanh nhỉ? Cái trụ kia lát rồi không? Bây giờ đến lượt mày. Rồi nhá. Cái đây hiện tại là 71 nhá, chưa chết mạng thứ hai. Ồ lính dưới sâu quá, không lên được. Thôi lấy luôn cái trụ nhỉ? Có hoa mộc lan tanh rồi. Thực ra thì khả năng tanh trụ thì dương tiễn sẽ nó sẽ lợi thế hơn hoa mộc lan, bởi vì nó có giáp ảo, gần như là cái trụ sẽ không mất quá nhiều máu so với việc hoa mộc lan tanh. Tại có chiêu cuối rồi, mình có chiêu cuối rồi nhưng mà mình khá là ngại lao vào. Build đồ thì nó không quá gọi là, nó quá là quen thuộc rồi, gần như trận nào trong game mình cũng lên build đồ theo kiểu đó. Rồi mình không. Thông thường thì những cái pha đó thì mình có thể sử dụng chiêu cuối, rồi sử dụng chiêu 1 lao vào xong kích hoạt chiêu cuối lần nữa.
và có thể là combo giết chết địch luôn. Nhưng mà trận đấu này thì nó không dễ combo như những trận đấu khác, bởi vì trận đấu ngày hôm nay có Chu Du bên team địch. Khi mà mình lao ulti và mình hút tướng địch và búp giáp ảo lên, Chu Du mà khóa tay về mình một cái thì gần như là mình không thể gây được sát thương. Nó khóa tay vào rồi, mình không thể đánh thường. Cho nên mình hơi ngại lao vào. 600 đam một phát rồi nhá. Còn xong kiếm rồi nhá. Bây giờ chỉ lên xong cái mắt trừ tà nữa là thôi, tôi vô địch thiên hạ rồi. Rồi thì luôn cái trụ rồi. Có luôn cái trụ rồi. Thằng này láo nhở. Chụp chứa nào. Khả năng nguy cơ tỷ lệ khả năng cao, mình sẽ kết thúc luôn cái trận đấu này rồi. Hai đường lính siêu cấp. Rất có khả năng cao trận đấu sẽ được kết thúc. Từ từ nhá. Đây rồi. Ui, nhầm rồi nhưng không sao. Đôi nhiều khi mình bị cuống tay ấy, mình chưa lao vào mình đã bật nhầm ulti hút vào. Hút rồi cho nên là chúng ta không hút được. Cứ trụ vả nhá. Cứ trụ vả thôi. Ok, video của mình đây xin được tạm dừng ở đây nha. Và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Đừng quên cho mình xin một like và đăng ký kênh và chuông báo để ủng hộ mình nhé. Trận đấu này thì chắc chắn mình MVP rồi. Mọi chỉ số mình đều rất là cao. Color.